mày nào, ai đang được cho một từng giây vậy? Ngay đây ngay tại nơi này, who is the chủ tịch? Đối tác lần này là một nhân vật rất có thế lực. Hợp đồng này rất quan trọng đối với công ty của chúng ta. Em hy vọng là lần này sẽ đàm phán thật tốt. Yên tâm đi. Với phong cách thương thảo hợp đồng đầy tính sky của tôi thì hợp đồng nào rồi cũng thành công thôi. Vì đơn giản, tôi là Skyler. Xin chào ngài giám đốc, rất hân hạnh được gặp ngài. Chẳng phải là Skyler, doanh nhân trẻ thành đạt nhất 2020 hay sao? Đây rồi. Cảm ơn. Đây là bản hợp đồng của chúng tôi, xin mời anh xem qua. Hợp đồng này tôi đã đọc qua rồi, về cơ bản là ổn. Cậu có muốn bổ sung thêm gì không? Chúng tôi muốn bổ sung thêm một điều nữa. Đó là điều gì? Nhưng mà để làm ăn lâu dài, chúng ta không nên vội vàng. Cậu nói đúng, điều quan trọng là không nên vội vàng. Đừng vội vàng xin hãy là em của ngày hôm qua. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Rất nhiều công ty muốn hợp tác với chúng tôi. Tuy nhiên, cơ hội này tôi chỉ trao đâu. Hãy chờ anh đến, hãy chờ cho anh đến, hãy chờ cho anh. Tôi trao cho cậu cơ hội này thì tôi muốn hỏi cậu một câu, đó là cậu có chắc điều là đây có chắc điều là đây em đang thang cả ngày chống tâm trạng. Lần hợp tác này tôi muốn chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ những lần trước, đó là chúng ta sẽ không đi vào những lối mòn của chúng ta. Năm trước vào cuối những ngày qua, xin đừng quay lưng xuất, đừng mang cơ hội tới kia rời xa. Đi mình nâng nào đây cho phủ cao lạc đây. Lần hợp tác này tôi muốn chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi muốn không bên nào bị bỏ rơi. Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. Một mình anh lặng im trong đây. Yêu em bằng thầm để. Nhưng lần thất bại trước đây tôi muốn khẳng định rằng đó không phải là do lỗi của công ty chúng tôi gây ra. Chính em gây ra mà. Những điều vừa diễn ra, chính em gây ra mà, chính em gây ra mà. Những điều vừa diễn ra, hết thật sự. Các cậu có biết tôi là ai không? Em là từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Tôi muốn biết được là trong lần hợp tác này, phía cuối con đường sẽ là gì? Cuối con đường là bầu trời xanh ấm mê. Quân chúng tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xoát tan đâu. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xoa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm mơ và anh thấy đau, em có biết không? Cậu biết, sau mấy lần thất bại, chúng ta phải làm gì không? Quên đi. Đúng vậy, chúng ta phải quên đi để... Quên đi để anh nhớ, quên em để anh mơ. Nơi đâu để anh giấu một nỗi buồn trong lòng. Thơ thơ anh không muốn lạc vào trong nỗi đỏ. Tôi muốn hỏi là vì sao cậu lại muốn hợp tác với công ty chúng tôi? Là vì em đã quên rồi, tình anh chỉ như giấc mơ. Em bước đi rồi, một cơn mưa. Em bước đi rồi, xuôi xua tan đi em bóng dáng hình em. Em đã mãi rời xa, mãi cơ em vừa quên đi bao. Có rất nhiều công ty mong muốn hợp tác với chúng tôi, đến nói chuyện với tôi, xong rồi lại đi. Đến rồi lại đi, cứ vội vào đi. Trao cho anh đôi thương rồi em lại bỏ đi. Gieo cho anh bao nhiêu niềm đau rồi em mau rồi bỏ anh xa. Anh quên mà lặng lẽ quên mau. Trong lần hợp tác này tôi muốn chúng ta phải có sự tin tưởng với nhau. Ba mẹ tin mày, em trai tin mày, luôn dẫn theo từ bước chân mày, niềm vinh quang tự hào của gia đình này.
Em là kim, anh là kim xương gió của vây. Hôm nay chúng ta chỉ họp đến đây thôi. Còn gì tôi sẽ liên lạc với các cậu sau. Vâng. Vậy hẹn gặp lại hôm khác. Chúng tôi xin phép. Anh đánh giá kết quả của họp hôm nay thế nào? Anh đánh giá cuộc họp hôm nay rất là thành công. Vãi cả. Tuy nhiên, ngài giám đốc vẫn còn đang lăn tăn một cái gì đó. Chúng ta sẽ chuyển sang phương án 2. Mệt thế nhở? Free fire tí nào. Bình tĩnh, có thể đồng đội lúc sau ấy. Không ổn rồi, thua mắt. Đây rồi, con bò lạc. Đây chẳng phải là trang phục Skyler dựa theo sơn của ATV sao? Chào ngài giám đốc. Skyler, là cậu sao? Đúng vậy, tôi tới đây để tiếp tục bàn bạc về sự hợp tác giữa hai công ty chúng ta đây. Nhưng mà chúng ta đang bị bao vây kín mít. Yên tâm, tôi sẽ cứu ngài ra. Cậu, nếu cậu cứu được tôi thì chúng ta chính thức hợp tác với nhau. Đồ xịn thế. Chúc mọi người có một cái Tết thật là vui vẻ và đừng quên là like, share và subscribe cho Pink Lê nhé.